Tôi cũng đi xem ca nhạc rất chi là đông. Thì bây giờ Lê Hùng xin gửi tới tất cả các em nhỏ một ca khúc rất chi là quen thuộc. Đó là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Trần Phong. Đó là một nhạc phẩm được mang tên Hậu Nam Superstar. Vâng, xin mời tất cả đại gia đình mình cùng thưởng thức ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.